Công an khẩn trương khám nghiệm hiện trường vụ cháy trung cư mini. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội, đến trưa 13 tháng 9, sau khi đám cháy thương tâm xảy ra ở phố Khương Hạ, phường Cương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan công an vẫn đang khẩn trương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sau một đêm xảy ra hỏa hoạn, không khí đau thương vẫn bao trùm căn trung cư trong ngõ 29 Khương Hạ, tường nhà ám khói, các cửa sổ cùng nhiều vật dụng cháy đen. Vụ cháy xảy ra tại tòa nhà cao 9 tầng, diện tích trên 200 mét vuông với khoảng 150 người dân sinh sống. Theo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, Hà Nội, đến 5 giờ ngày 13 tháng 9, thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Khoảng 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường, nghe báo cáo nhanh công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các đơn vị. Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường. Tại tầng 1 của ngôi nhà được sử dụng làm nơi để xe máy của cư dân hiện đã bị ngọn lửa thiêu dụi hoàn toàn. Hàng chục xe máy chưa khung, các mảng tường bị nứt vỡ loang lổ do sức nóng khủng khiếp. Hầu như không còn bất cứ vật dụng hay phương tiện nào nguyên vẹn ở tầng 1. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân hỏa hoạn bùng lên từ một chiếc xe máy ở tầng 1. Người dân cho biết khi xảy ra đám cháy, các phòng đều có người ở, đa phần là các hộ gia đình và sinh viên thuê trọ. Do đám cháy xảy ra vào ban đêm, nguồn lửa phát nguồn từ tầng hầm với rất nhiều xe máy nên đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Như đã đưa tin, khoảng 23 giờ đêm ngày 12 tháng 9, tại trung cư mini số 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hà Thanh Xuân, Hà Nội, có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Thời điểm xảy cháy vào nửa đêm nên nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Trung cư được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, ba mặt giáp nhà dân, chưa được gần 50 căn hộ cho thuê chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên. Trong đó có một tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và một tầng tung. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, Công an thành phố Hà Nội và Đại học Phòng cháy chữa cháy đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng lực lượng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, nỗ lực cứu nạn. Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng của Công an Hà Nội đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 13 tháng 9, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin từ lãnh đạo công an quận Thanh Xuân cho biết, sáng sớm nay, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm, đưa các nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường, đồng thời thống kê số người thương vong, thiệt hại do vụ cháy gây ra. Thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1, chỉ trong vòng vài phút đã nhanh chóng lan rộng, khói bao phủ tòa nhà. Thời điểm này trong tòa nhà có 45 căn hộ có người sinh sống. Đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, Thống kê sơ bộ, cơ quan chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục đưa thi thể một số nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ cháy. Anh Nguyễn Công Huy, người dân sống chung cư bị hỏa hoạn cho biết, khoảng hơn 23 giờ đêm khi đang nằm ngủ thì anh nghe tiếng hô hoán và ngửi thấy mùi khét lẹt xông vào nhà. Phát hiện tòa nhà bị cháy, anh Huy hô hoán vợ con, dùng thang dây tụt xuống thoát nạn từ phía sau tòa nhà. Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố Hà Nội và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo thống kê của bệnh viện Bạch Mai, đến sáng ngày 13 tháng 9, bệnh viện đã tiếp nhận 26 trường hợp từ vụ cháy chung cư mini, trong đó có 2 ca tử vong ngoại viện. Nhiều trường hợp các gia đình vẫn đang thất lạc chưa tìm được người thân ôm con trong phòng theo dõi tại trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai anh dqt 42 tuổi vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi thoát khỏi vụ cháy đêm qua anh tê cho biết khoảng hơn 11 giờ đêm qua do ban công thoát hiểm vẫn mở nên khi thấy khói lên gia đình anh phát hiện ngay có cháy tôi vội lao xuống tầng 1 cùng mọi người chữa cháy nhưng khói nhiều quá mọi người lao lên Tôi vội bảo hai đứa lớn là một bé gái sinh năm 2014, bé trai sinh năm 2015 chạy lên sân thượng tầng 9 để tránh khói còn tôi và vợ cùng con gái 27 tháng ở trong phòng, lôi hết chăn, giật rèm cửa ngâm nước, vừa bịt các khe cửa để ngăn khói, vừa định vặn thường để làm dây đu xuống. Từ tầng 3 cửa thoát hiểm, tôi thấy nhà hai tầng mái tôn, liền vứt chăn xuống mái tôn để nhảy xuống. Tôi bé con 27 tháng tuổi nhảy trước, trượt chân nên ngã gãy tay. Vợ nhảy sau bị gãy chân đang cấp cứu ở sanh bồn. Anh Tê cho biết thêm, may mắn giờ hai con nằm đây yên ổn, nhưng lòng tôi như lửa đốt vì không có thông tin gì của con gái sinh năm 2014. Hỏi thằng em thì nó nói lúc đó đông người, hỗn loạn nên cũng không nhìn thấy chị đâu. Bác sĩ điều trị thông tin, hiện bệnh nhân ổn định, xét nghiệm không có rối loạn gì đặc biệt. Chờ thông tin người thân bên ngoài cửa trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, ông Hùng, tên nhân vật đã được thay đổi, vẫn không quên được sự kinh hoàng của vụ cháy tối qua. Ông Hùng cho hay, gia đình con gái tôi có 5 người cùng hai vợ chồng, Hai con và ông thông gia ở tại tầng 7 của căn chung cư. Nhà tôi ở cạnh đó, nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên sang nhà con gái ngay thì thấy đang cháy. Khi đến hiện trường, người này cho biết thấy lửa cháy lớn, rất nhiều xe máy ở tầng 1 cháy đen. Cả gia đình 5 người nhà ông Hùng may mắn được cứu hộ kịp thời và đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe các thành viên trong gia đình đã ổn định, đang được thở oxy. Ông Hùng cho biết, khi theo dõi vụ cháy đã chứng kiến một số người trên chung cư nhảy từ tầng cao xuống và bị thương nặng. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 7 bệnh nhi đang điều trị tại trung tâm nhi khoa, có một trường hợp em bé không có bố mẹ người thân đi cùng. Một trường hợp khác gia đình có 3 chị em, hiện tại đây đang theo dõi sức khỏe hai bé, còn bố mẹ hai bé hiện khá nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. So xa ngóng tìm người thân trong vụ cháy trung cư mini Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng này vào sáng 13 tháng 9, Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội Tại đây rất đông người dân có người thân sinh sống ở các căn hộ trung cư mini. Mỗi tầng có 5 căn hộ. Số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình để trình báo tìm người nhà. Những cái ôm, những giọt nước mắt lăn dài, cùng đôi mắt thẫn thờ nhìn sang ngoài cửa để ngóng chờ thông tin. Ông Phan Xuân Chính, 65 tuổi, vừa từ quê Thái Nguyên tức tốc từ sớm có mặt tại công an phường Khương Đình để tìm kiếm con. Phía ngoài cửa, vợ của ông và con gái đi cùng mở clip trong điện thoại để xem lại hình ảnh vợ chồng và con gái cả cùng đưa cháu gái sắp sinh nhật 3 tuổi. Theo ông Phan Xuân Chính, nửa đêm tôi nhận được cuộc điện thoại của con rể, chỉ kịp nghe nó nói là con không thở được nữa, rồi nghe thấy bột tiếng điện thoại rơi. Tôi gọi cho con gái liên tục ngay sau đó nhưng không thấy tín hiệu, chắc nó bị ngạt trước đấy rồi. Nói đến đây nước mắt của ông Chính cứ trào ra, không sao ngăn được. Cũng theo ông Chính, ông đi tìm các bệnh viện, được các chú công an cho vào tìm để nhìn mặt con nhưng đều không thấy. Giờ chỉ còn bệnh viện 103 nơi đón các thi thể nạn nhân thì chưa được vào. Giờ cả gia đình chờ đợi các đồng chí công an phường thông tin để biết vợ chồng con gái ông và cháu hiện đang ở đâu. Con gái ông là Phan Xuân Thủy, chồng là Hà Thanh Thảo và cháu là Hà Thanh Xuân, thuê căn hộ ở tầng 3 để sinh sống. Từ đêm qua, toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an quận Thanh Xuân, công an phường Khương Đình phối hợp với công an thành phố Hà Nội chia làm nhiều tổ công tác tất bật giúp đỡ người thân các nạn nhân. Chiếc bàn thường ngày tiếp nhận thông tin của công dân đến trình báo, nay là nơi tiếp nhận thông tin tìm kiếm người nhà. Ai cũng mắt đỏ hoe, mệt mỏi vì thức trắng đêm. Họ đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước với mong muốn có được chút thông tin mới về người thân. Thưa quý vị, hiện các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy những thông tin mới nhất liên quan đến vụ cháy trung cư mini ở thanh xuân hà nội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo